thứ ba thì rất vui, còn thứ tư thì rất là chán. Tại sao chán vậy bạn? Có thể cho mình biết không? Tại vì mình thấy mình sọc này thở nó cũng ok lắm, cho bạn tôi là chán. Nói, các bạn thử đi với ba mình đó, hoặc đi với ông nội mình là biết. Các bạn sẽ biết nó vui hay nó chán liền. À, mình có thể nêu một cái ví dụ cụ thể không? Đây, em mình đây và ba mình đây. Của con đó hả? Rồi, ok. À. Hello, xin chào chị. À, chị sẽ hỏi là mình thấy thủy ngân thì sạch như thế nào? Nó càng vui nhưng không như thế nào? À, tại sao chụp hình để lưu lại những kỷ niệm đẹp mà tại sao chị nói là không vui? Trời ơi, nó nóng, nó chảy mồ hôi và còn lửa cái chỗ nắng cho người ta đứng nữa chứ. À, ai bắt chị phải lửa chỗ nắng đứng vậy? Ba của chị. Ba của chị hả? Ông nội của chị. Ê, đợt này có ông nội của chị đi luôn hả? Không, ông nội của chị thì ở nhà rồi. Nhưng mà tóm lại là chị thấy ngủ ở bên người dưỡng ở đây thấy ok không? Ok, nhưng mà chụp hình thì không ok tí nào. Chị có cái khâu chụp hình nó hơi vất vả tí xíu thôi không? Bây giờ chị tương lai chị muốn làm người mẫu thì chị phải chịu khó đứng ngoài nắng chụp hình. Tại vì người mẫu người ta không phải chụp được mát không đâu. Nắng gấp mấy lần ở đây luôn á. Chúc chị có chuyến đi vui vẻ nha. Bye. Trời ơi, không vui vẻ nổi luôn á em. Không vui vẻ nổi luôn á em. Camera mình cắt đi. Nó muộn muộn. Thôi về cho mấy. Bây giờ mình đang cảm giác lại nóng thêm cho mình, cho mấy lạnh rồi nó sẽ khác chứ. Ba sao lại? Ồ ba ở cái con đó nó ở. Coi thử nước coi cho. Đi ra cho em ngủ. Ui. Không biết không lấy chai nào lên uống. Đây.